là bố đồng hành cùng với mẹ vào phòng mổ nếu như sản phụ có chỉ định mổ. Và mổ trong ngày, các bạn, những người thân hoặc là những người chồng ha, nếu như chúng ta có nhu cầu vào phòng mổ ngồi kế bên người phụ nữ, người mẹ ha, mà chuẩn bị được các bác sĩ phẫu thuật, thì chúng ta sẽ, thứ nhất là chúng ta sẽ đăng ký gọi là phẫu thuật mà phải có là chỉ định của bác sĩ trước nha. Tức là phải có chỉ định sản khoa, là các bạn có chỉ định không thể sinh thường được, các bạn cần phải mổ. Các bạn không có những cái bệnh lý nặng thì như vậy là các bạn sẽ được các bác sĩ làm viết giấy cho hẹn bác sĩ Nhật sẽ thăm khám cho các bạn. Bác sĩ Nhật nói rằng là bạn không sinh được ngã âm đạo, bạn cần thiết phải mổ, thì như vậy bác sĩ Nhật sẽ viết giấy giới thiệu cho các bạn vào bệnh viện Từ Dũ và mình sẽ đăng ký là mổ theo gọi là dịch vụ trong ngày, và đồng thời là có chồng đồng hành hoặc là người thân đồng hành. Thì như vậy là các bạn sẽ được lấy phòng trước nè, người chồng sẽ được đi vào ngồi kế người vợ và có thể là nghe được tiếng con khóc ha, và khi mà con được da kề da thì bố có thể có nụ hôn đầu tiên ha, đối với mẹ, và tất nhiên là hôn con thì khoan nha, bởi vì là cái vô trùng các bạn ha. Thì như vậy là đó là một cái gọi là mới của bệnh viện Từ Dũ, và như vậy là gần như là bệnh viện công đầu tiên ở thành phố Hồ Chí Minh là có cái dịch vụ là bố đồng hành cùng mẹ vào phòng mổ, chia sẻ với mẹ những cái nỗi lo sợ, những cái đau đớn ha. Bởi vì là đàn ông đi biển thì có đôi, đàn bà đi biển thì một mình, nhưng hiện tại bây giờ bệnh viện Từ Dũ không còn để cho người phụ nữ hoặc vào phòng mổ đi biển một mình nữa, mà người chồng sẽ đi vào phòng mổ cùng với lại người vợ ha, và như vậy chúng ta đi biển cùng nhau, vượt cạn cùng nhau các bạn nha. Đó là cái thông tin mới nhất bác sĩ Nhật muốn chia sẻ cùng các bạn. Những bạn nào có nhu cầu ha, muốn người thân, người chồng của mình vào phòng mổ cùng với mình khi bạn có cái chỉ định phải phẫu thuật, thì các bạn sẽ liên hệ với bác sĩ Nhật và bác sĩ Nhật thăm khám cho các bạn, và bác sĩ Nhật sẽ chỉ định để cho các bạn vào. Và chi phí rất rẻ các bạn ạ. Chi phí để các bạn, ngoài cái chi phí phẫu thuật, chi phí dịch vụ trong ngày ra, thì chúng ta chỉ đóng thêm 1 triệu đồng ha, cho cái chi phí mà người chồng đi vào phòng mổ, và chúng ta nhận phòng trước luôn. Dịch vụ này được là nhận phòng trước luôn các bạn ạ. Và nó rất là tiện lợi, là nếu như chúng ta nhận phòng trước thì hiện tại bây giờ do dịch Covid thì chỉ có một người thân chúng ta đi vào và thôi. Thì như vậy là ví dụ như ông chồng mà sách đùm đùm đề đề ha, như vậy thì để đâu, chúng ta được nhận phòng trước, chúng ta khóa phòng lại, chúng ta xuống phòng mổ cùng với vợ, ngồi cạnh người vợ và nghe tiếng con khóc đầu tiên các bạn ha. Đó là một cái dịch vụ rất nhân văn các bạn, làm dịch vụ đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh ha. Bác sĩ Nhật chia sẻ cùng với các bạn, và các bạn có thể lên fanpage của bệnh viện Từ Dũ và các bạn cũng có thể theo dõi thêm thông tin ha. Chi phí không cao, và như vậy chia sẻ cùng với người vợ của chúng ta nha các bạn ha. Các thông tin này thì các bạn có thể chia sẻ ha, cái video này các bạn có thể chia sẻ giúp cho bác sĩ Nhật, lan tỏa giùm cho bác sĩ Nhật, để cho những bạn khác có thể biết được các thông tin tuyệt vời này ha. Các thông tin mà chúng ta đi biển cùng vợ của chúng ta, các thông tin mà chúng ta không còn bơ vơ trong phòng mổ, sự lạnh lẽo của nhiệt độ phòng mổ, những cái tiếng len keng của dao kéo phòng mổ, không còn chúng ta làm hoảng sợ được các bạn nha.